Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn trong 6 ngày liên tiếp từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 5. Và con giáp có nguy cơ trúng số đời đời, bắt thang đến thành công, chạm tay vào giàu có, sung túc dư giả. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp tuổi Sửu. Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Sửu rất tích cực, phóng khoáng trong cuộc sống cũng như trong công việc. Họ cũng là người có tinh thần cầu tiến nên thành tích trong và ngoài sự nghiệp đều rất tốt. Con giáp này cũng luôn gặp được quý nhân và nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ quý nhân. Họ sẽ có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của nhiều quý nhân. Con giáp tuổi Sửu sẽ lần lượt giành được những chiến thắng và có thành tựu mới. Đối với họ, một khoản thu nhập ổn định sẽ chảy vào túi quý nhân, mở cửa đón chào họ. Sự nghiệp tiếp tục tăng tốc của số năm nay sẽ thêm phần thuận lợi. Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, người tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Sửu có lối sống thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt mê bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Người tuổi Sửu là người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng và sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua mọi thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Sửu là bị tuột mất cơ hội. Họ cần phải chăm chỉ nỗ lực, học hỏi thêm nữa mới có thể thành công. Những người tuổi Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh. Đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, con giáp tuổi Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Người tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ý chí kiên cường của họ không bị mai một mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình cho mọi hoàn cảnh khiến tuổi Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến tuổi Sửu trở thành người bảo thủ cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là người thân, họ tin tưởng vào sự lựa chọn và suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Người tuổi Sửu là người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Sửu ghét những con người không thành thật và giả tạo. Thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Sửu làm việc một cách trình tự khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. Với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ. Những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu vì kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Sửu khó có thể thay đổi được thói quen. Họ không phù hợp với những công việc ngoại giao và thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Sửu kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức học tập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù có cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn,
họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc. Những người này bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp. Họ rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy bề ngoài điềm tĩnh vui vẻ của con giáp tuổi Sửu. Cảm ơn quý anh chị tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Sửu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Dậu. Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dậu rất giỏi nắm bắt cơ hội, tính toán tốt, làm việc gì cũng chu đáo. Vì vậy con giáp này luôn tìm hiểu kỹ càng, nắm bắt rõ các vấn đề, không để mình rơi vào cuộc cạnh tranh khốc liệt và bị tổn hại. Con giáp tuổi Dậu luôn bị thúc ép tiến lên, họ khá bận rộn trong sự nghiệp và tất nhiên thu hoạch cũng không nhỏ. Con giáp này có nhiều bạn bè, luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời, họ sẽ tạm biệt một khó khăn và mở ra mọi tiến bộ. Tin chắc rằng tương lai của con giáp tuổi Dậu sẽ vô cùng tươi sáng. Người tuổi Dậu có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong, không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn. Họ rất quan tâm tới hình thức. Con giáp này có thể đứng trước gương hàng giờ, không ngại ngần để tung tiền mua sắm áo quần. Cũng giống như những chú gà trống, thích khoe bộ lông tuyệt đẹp. Tuổi Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tầng bốc và chú ý, nhanh trí mà lại tử tuyến và phong phú. Người tuổi này nhất quyết chỉ làm những gì họ có làm cho qua hoặc cho là phải. Tính thẳng thừng nên trung thành tuyệt đối. Những người tuổi Dậu thường là người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì. Do họ quá thật thà thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, sẽ làm tổn thương người khác. Tuổi gà thích đi xa nhà, đặc biệt đi với bạn bè yêu kính mình. Ở nhà ăn cơm một mình không xong, thà đi chơi thâu đêm với một bầy bạn hỗn độn sướng hơn. Trừ diện thì có lẽ là nổi tiếng nhất xóm, nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì tuổi gà lại thích suốt về cuộc sống đơn giản và thủ cựu. Người tuổi gà cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn, cũng không kém gì diện mạo. Tất cả mới làm cho cuộc sống vuông tròn. Đặc điểm nổi bật trong tính cách tuổi Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo, siêng năng, có trách nhiệm, là điểm cộng trong tính cách của người cần tinh con ga. Bên cạnh gia đình, sự nghiệp là ưu tiên thứ hai của họ. Với những người tuổi Dậu, gia đình là chốn bình yên, nghỉ ngơi thì chốn công sở và là nơi để họ tỏa sáng. Tuổi Dậu rất thích được chú ý, bởi vậy trừng diện là sở thích của họ. Người cần tinh con ga đặc biệt chú trọng chăm sóc ngoại hình và diện mạo, ưa trải chuốt và muốn mình phải thật chỉnh chu khi xuất hiện trước mọi người. Tuổi Dậu thường khá rõ ràng trong cảm xúc, hoặc là thích hoặc là không, với họ không tồn tại thứ tình cảm lửng lơ. Vì rất thẳng thắn khi trình bày các quan điểm và ý tưởng của mình, họ vô cùng kín tiếng về những rung động của con tim. Không phải loại người ruột để ngoài ra, tuổi Dậu sẽ không bao giờ kể lể về nụ hôn của mình. Thẳng thắn tại quan sát sắc bén cũng là tính cách nổi trội của người tuổi Dậu. Trong công việc, họ có xu hướng làm việc tích cực, chăm chỉ hơn nữa những con giáp khác. Họ có khả năng tập trung cao độ vào mục tiêu mình đã đề ra, có quyết tâm lớn để hoàn thành nó. Quản lý tài chính là sức mạnh của tuổi Dậu, cả trong cuộc sống riêng và trong công việc. Khi dính đến tiền nong, họ luôn tỏ ra thận trọng. Con giáp này có thể quản lý tiền của người khác rất tốt, hoặc trở thành những cố vấn tài chính, giám đốc ngân hàng và kế toán giỏi. Cũng giống như chú ca, cẩn mẫn miệt mài đào bới tun ở những vùng đất khô cằn. Người tuổi Dậu có biệt tài tìm thấy tiền ở những nơi có cần nhất. Đó là phần thưởng cho những ngày tháng lao động không ngừng nghỉ. Trong cuộc sống, tuổi Dậu thường tích cực hơn cả. Họ coi sự nghiệp là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt công việc được giao và thường đạt tới đỉnh cao trong nghề nghiệp đã chọn. Là một người thích tranh luận, tuổi Dậu có khả năng bác bỏ bất cứ ý kiến nào. Họ tranh luận để thể hiện mình thông minh, am hiểu. Họ khéo léo trong cả lời nói trong viết lách. Với tài bút chiến, con giáp này có thể trở thành những nhà báo hoặc nhà văn tuyệt vời. Tuy nhiên,
vì say sưa với chính mình, đôi khi họ có thể bỏ qua cảm xúc của người khác khi tranh luận. Thẳng thắn nên người cần tình con ca, dễ gây mất lòng người khác. Họ cũng là những người cầu toàn, tính tình khá bảo thủ, độc đoán, nên không dễ dàng lấy lòng được họ. Trong công việc họ quá đề cao trách nhiệm và kỷ luật, thiếu sự linh hoạt. Họ có thể xử lý giải quyết tốt các vấn đề một cách tập quân, nên đừng giao cho họ những nhiệm vụ mang tính cải cách, bởi họ thiếu tính sáng tạo. Cảm ơn quý chị tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dậu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Mão. Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách rất tốt. Trong cuộc sống, họ luôn kiên định, sống có nguyên tắc, luôn có đất vụng, có thể thể hiện tài năng, ưu điểm của mình. Nhờ đó mà con giáp này được trọng dụng, khiến tương lai của họ trở nên đầy hứa hẹn. Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão có được bước đột phá bất ngờ, công việc bước sang một giai đoạn mới. Nếu như trước đây, người tuổi này khó kiếm được tiền và làm việc gì cũng sẽ thất bại, thì nay mọi sự suôn sẻ, kiếm tiền nhiều hơn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, con giáp này sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu cao hơn mà không bị thua lỗ quá nhiều, họ sẽ không nghèo quá lâu đâu. Người tuổi Mão thích được yên ổn, thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột, họ cũng không thích liều lĩnh. Nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người, vì vậy thường chọn những việc đằng sau hậu trường là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm chứ không thích làm người lãnh đạo, cảm thấy thoải mái khi ở môi trường quen thuộc. Họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Nam giới tuổi Mão là người hấp dẫn, ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Trong cuộc sống, vợ chồng, nam tuổi Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Phụ nữ sinh tuổi Mão thường dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định công yêu hoặc hẹn hò với ai, thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó. Sẽ chỉ là uổng công nếu các chàng trai ngưỡng mộ họ, quyết định chồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Người tuổi Mão có vận tài tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc. Bản chất hào phóng và hòa đồng giúp họ dễ dàng có được của cải. Người tuổi Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều. Tuy có thể kiếm được nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. Người tuổi Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của tuổi Mão, có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác để thay thế. Họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát, vì có thể bị nhìn nhận là nhút nhát. Người tuổi Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi tuổi này quyết định hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án. Trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh, cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng, không thể tìm được người phù hợp hơn tuổi Mão. Với vẻ ngoài mềm mại và nhạy cảm, người tuổi Mão có đời sống nội tâm phong phú, cảm xúc của họ có thể thay đổi nhanh như thời tiết, họ vừa vui đó lại có thể buồn ngay, luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Người tuổi Mão hiếm khi cao giọng hoặc tỏ vẻ khó chịu quá mức, đôi khi nếu cơn giận gần lên đến tột đỉnh, họ cũng có vẻ khó kiềm chế mình. Nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh như cơn giông ngày hè. Tốc độ thay đổi cảm xúc cũng như dòng chảy suy nghĩ khiến họ cảm thấy nôn nóng. Người tuổi Mão không thích lãng phí thời gian và có lòng hiểu nổi vì sao những người này không nhanh nhẹn được như mình. Điều này có thể khiến họ, những người xung quanh khó chịu, nhất là nếu họ coi sự thiếu kiên nhẫn của người tuổi Mão là biểu hiện của sự khinh bỉ và ngạo mạn. Người tuổi Mão thích được yên ổn, thường tìm cách tránh xa xung đột. Cảm ơn quý chị tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mão có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn trong 6 ngày liên tiếp
từ 19 đến 25 tháng 5. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỷ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.